Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 60. So sánh các số trong phạm vi 100.000. Sách giáo khoa môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 61 để chúng ta cùng vào bài học hôm nay nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái hoạt động đầu tiên. Người ta cho này: số dân của hai huyện, một tỉnh lần lượt là, này chúng ta sẽ ghi cái số này lại nhé. Huyện thứ nhất này, 41.217, và huyện thứ hai là 46.616 người. Vậy thì ta hỏi cái huyện nào đông dân hơn? À, rõ ràng để biết được một trong hai cái huyện này này, huyện nào đông dân hơn, thì chúng ta phải so sánh hai cái số này, đúng nào? Vậy thì cái cách so sánh như thế nào? Thì bạn Mai bạn nói với bạn robot này. À, 41.217 và 46.616 thì số nào lớn hơn? À, bạn robot nói là gì? So sánh tương tự như so sánh với các số ở trong phạm vi 10.000. Ok. À, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái cách so sánh nhé. Rồi, so sánh hai số này, được chưa? Hai số này đều có chữ số bằng nhau, tức là nó đều có mấy? 5 chữ số, đúng nào? Rồi, các chữ số hàng chục nghìn thì bằng nhau. Hàng chục nghìn này, đây số 4, đây cũng số 4. Như vậy, chữ số hàng chục nghìn bằng nhau, đúng nào? Khi chữ số hàng chục nghìn bằng nhau rồi thì mình lại so sánh đến số hàng gì? Hàng nghìn, đúng nào? Ở hàng nghìn này, số 41217, anh này là số mấy? 1. Bên này số mấy? 6. Như vậy các em sẽ thấy 1 nhỏ hơn 6. Vậy thì theo quy tắc, chữ số nào có số bé hơn thì sẽ bé hơn. Vậy thì số 41217 sẽ bé hơn. Vì sao? Có chữ số hàng nghìn này, bé hơn. Ok, được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ nắm cái nguyên tắc này để chúng ta làm các cái bài tập trong phần hoạt động nhé. Bây giờ mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu mình là điền chữ đúng hay là chữ sai. Đây, câu A này. 9.876, ở đây là 12.345. Vậy các em nhìn thấy này, đây có 4 chữ số, đây có 5 chữ số. Như vậy thì 5 chữ số sẽ lớn hơn 4 chữ số, đúng không? Vậy thì câu này sẽ là gì? Chữ gì? Đúng, chúng ta sẽ điền chữ đỏ. Ok. Rồi, câu B này. 30.724, ở đây 31.000. Đó, vậy các em thấy ở đây đều mấy? 5 chữ số. Chữ số hàng chục nghìn, đây là số 3, đây số 3 bằng nhau. Giờ ta so đến chữ số hàng gì? Hàng nghìn, đây là số 0. Hàng nghìn đây là số mấy? 1. Như vậy số 0 này gì? Nhỏ hơn số 1. Vậy thì hai chữ số này thì 31.000 phải lớn hơn, đúng không? Nhưng mà cái dấu người ta điền đây, đúng không? Sai. Vậy thì đây là chúng ta sẽ điền chữ sai, đúng không? Đấy. Rồi tương tự, ở đây 41.035 so với 39.999. Vậy các em thấy đây đều mấy? 5 chữ số. Chữ số hàng chục nghìn, đây là số 4. Chữ số hàng chục nghìn, đây là số 3. Như vậy 4 lớn hơn 3, nên số này lớn hơn, đúng không? Đúng nhá. Đó, như vậy chúng ta chỉ có một câu B là câu sai. Chúng ta sẽ đến với bài số 2. Bài 2 thì yêu cầu điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc dấu gì? Dấu bằng này. Vậy mình có này, 29.100, bên này 26.189. Hai chữ số này đều có
5 chữ số. Chúng ta sẽ xét hàng chục nghìn. Đây số 2, đây cũng số 2, bằng nhau. Xét đến hàng nghìn, đây là số 9. Hàng nghìn đây là số 6. Như vậy này, 9 lớn hơn 6, nên số này sẽ lớn hơn. Vậy thì mình sẽ điền đây là dấu gì? Lớn hơn. Ok. Rồi, câu B này. 38.197, đây 38.307. Chúng ta cũng xét này. Số 3, số 3 hàng chục nghìn bằng nhau. Hàng nghìn đây số 8, bên này cũng số 8 bằng nhau. Xét đến hàng trăm, đây là số 1. Hàng trăm đây số mấy? 3. Như vậy thì 1 bé hơn 3, nên số này sẽ bé hơn. Đúng nào. Vậy ta điền đây là dấu gì? Bé. Ok. Rồi, câu C này. Ở bên này người ta cho này 52.740. Bên này này, các em có số này. 50.000 nè, 2.000 nè, 700 nè, 40 nè. Vậy thì sẽ là mấy? Không đơn vị. Như vậy các em nhìn thấy bên này và bên này như thế nào? À, chữ số ở hàng chục nghìn bằng nhau, hàng nghìn cũng bằng nhau, hàng trăm bằng nhau, hàng chục bằng nhau và đơn vị bằng nhau, thì hai số này sẽ bằng nhau. Vậy đây ta sẽ điền dấu bằng nhé. Rồi, sang bài 3. Một cây thần kỳ. À, có cây thần kỳ các em ạ. Ra các quả với màu sắc khác nhau. Đây, cây thần kỳ đây. Bạn khỉ sẽ leo theo các cành ghi số lớn hơn. Đấy, nhớ nha. Để lấy quả, hỏi bạn khỉ lấy được quả màu gì? À, các em sẽ thấy đây là cái cây thần kỳ và đây là bạn khỉ. Như vậy thì khi leo thì bạn phải leo từ đâu? Từ gốc này. Vậy ở đây mình sẽ có 3 số này. 3 cái số ở 3 cái cành, đúng không nào? Thứ nhất này, 9, 2, 8, 0, 0. Rồi, số thứ hai ta có là 9 này, 0, 6, 3, 4. Và đây là 9, 2, 7, 1, 5. Như vậy mình sẽ so luôn 3 số này số nào lớn hơn. Vì sao bạn khỉ sẽ leo cái cành mà có số lớn hơn? Đúng nào? Vậy các em sẽ so này. Hàng chục nghìn, 3 cái số này đều có chữ số bằng nhau là số 9. Giờ đến hàng gì? Hàng nghìn. Anh này là số 2, đây là số 0 và đây là số 2. Như vậy thì anh này bé hơn này. Loại nhá. Giờ chỉ còn 2 số này, xác định xem số nào lớn hơn. Ta lại so tới hàng trăm, đây là số 8. Hàng trăm đây số mấy? 7. Như vậy nè, 8 lớn hơn 7. Vậy thì cái số này sẽ là số lớn nhất này. Đúng nào? 92800. Đây, vậy thì bạn khỉ sẽ đi theo hướng này nhá. Từ dưới gốc lên này. Đấy, bạn sẽ đi theo hướng đây. Đúng nào? Vì sao bạn đi theo cái cành nào mà có số lớn hơn? Rồi, đi đến đây lại có 2 cái cành. Đúng không? Đó. Vậy thì giờ mình lại phải so sánh 2 cái số này xem bạn khỉ sẽ đi với cành nào lớn hơn. Đây là 74.000, bên này 73709. Rồi, các em lại so 2 số này cho thầy. Hàng chục nghìn, số 7 bằng nhau. Hàng nghìn đây là 4, hàng nghìn đây là 3. Như vậy 4 lớn hơn 3. Vậy thì bạn khỉ sẽ đi theo số nào? 74.000. Đó, bạn sẽ đi đến đây và sẽ hái được cái quả này. Đó. Vậy thì đây là quả màu xanh gì nhỉ? Lấy được quả màu gì? Thì chúng ta sẽ trả lời bạn khỉ lấy được quả màu xanh. Nhưng mà màu xanh này, màu xanh lá cây. Đúng không? Đấy, mình sẽ trả lời bạn khỉ lấy được quả. Đấy, hay miền Nam các em gọi là trái, đúng không nào? Màu xanh.
Màu xanh gì? Màu xanh lá cây nhá. Ok, xong chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành được tiết số 1 của cái bài này. Đừng quên là chia sẻ kênh và video kèm nhá.